dòng máu là hồng, là câu chuyện đầy cảm xúc, kể về lịch sử và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Từ những nhịp trống trận vang lên, khán giả được chiêm ngưỡng cuộc hành trình của những chiến công hiển hách và những khát vọng hào hùng của dân tộc Việt Nam. Câu chuyện tái hiện một cách chân thực và sống động các câu chuyện lịch sử với tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Chương 1. Nhịp trống hào hùng. Chương 1 bắt đầu với nhịp trống hội ngân vang, như một lời tri ân và tôn vinh những vị anh hùng, những người đã hy sinh cho đất nước trong những cuộc chiến tranh giữ nước và giữ nước. Những nhịp trống này mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc, kết nối với quá khứ và hiện tại của dân tộc Việt Nam. Đó là những giá trị, truyền thống và nền văn hóa của dân tộc Việt Nam, những yếu tố đã giúp xây dựng nên sự đoàn kết và sức mạnh của đất nước trong những thời kỳ khó khăn, tôn vinh các anh hùng và những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam. Xin mời quý khách đón xem chương 1, nhịp trống hào hùng. Thank you.
một biểu tượng của sức mạnh, uy quyền, sự may mắn, thịnh vượng và lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam. Hình ảnh con rồng trong văn hóa Việt Nam có từ rất lâu đời và được xem là một phần quan trọng của bản sắc dân tộc. Theo truyền thuyết, con rồng là linh vật của trời và đất, mang đến may mắn và phúc lộc cho con người. Với tình cảm sâu sắc dành cho con rồng, người Việt Nam đã biến nó thành một biểu tượng của lòng tự hào dân tộc. Thank you.
ngoài kia. Đây là mối phụ tí mà thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.